Trong tập trước của phần phim Skibidi Titan Tương Lai, Unchachi Titan may mắn được Super Titan Sona cứu sống. Và anh ấy đã cho Unchachi Titan biết rằng trong thế kỷ 22 sẽ xuất hiện một kẻ vô cùng tàn độc. Thế là Unchachi Titan nhanh chóng xuyên không đến tương lai một lần nữa. Và anh ấy đã bắt gặp một Titan có tên là Super Titan Human. Thứ này được con người tạo ra, hòng muốn thôn tính cả thế giới. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Ultra Titan nhanh chóng lao tới và chiến đấu với thứ khổng lồ này. Kết quả, anh ta cùng với đồng đội của mình là Titan Watchman đã bị đánh bại hoàn toàn. Chết tiệt! Này, Titan người đồng hồ, cậu có sao không? Tôi không ổn rồi, người của tôi đã bị vỡ vụn hết, chắc tôi không qua khỏi. Không được chết, cậu không được chết, cậu phải cùng tôi giết chết thứ Super Titan Human đó. Nếu không, trái đất này sẽ lâm nguy mất. Tôi không đứng dậy nổi nữa. À đúng rồi, tôi nhớ rồi. Hành tinh này vẫn còn một Super Titan khác. Nhưng khi tôi gặp hắn, hắn nó không tận, không cho tôi tới gần. Hay tôi cầu cứu sự giúp đỡ của hắn. Nhưng hiện tại, người của tôi đang trọng thương cũng không nhẹ. Làm sao tôi có thể đi tìm hắn được chứ? Có lẽ tôi cũng không sống được bao lâu. Vậy thì tổ tiên Unchachi Titan là ông hãy ăn lấy cơ thể của tôi để giúp người của ông được hồi phục lại, rồi sau đó đi tìm thứ Super Titan đó. Nhanh đi! Cái gì chứ? Không được! Chỉ còn cách duy nhất này mà thôi. Nếu ông không chịu thì chúng ta sẽ thất bại thật đó. Chết tiệt! Tôi xin lỗi cậu, tôi nhất quyết phải giết chết được thứ Super Titan hiếu mạnh của lũ con người đó. Khỏe rồi, mình khỏe lại rồi. Được rồi, nhanh chóng tìm thứ Super Titan kỳ bí thứ hai kia, cầu cứu hắn. Chết tiệt thật, mình đã đi mấy ngày mấy đêm rồi, đi khắp mọi nơi, nhưng chẳng thấy một Super Titan nào khác cả. Nơi đây là nơi nào nữa? Nhanh kìa, có một con mồi, mau, tới đó, bám vào người hắn, hút máu hắn đi. Lũ quái vật ở khu vực này để tấn công mình à? Không dễ như vậy đâu. Chúng mày tới đây, tao sẽ chặt đầu hết chúng mày. Chỗ này nguy hiểm, hắn mạnh quá. Chạy thôi anh em ơi, đi tìm mục tiêu khác hút máu. Lũ chết tiệt, các ngươi đừng hòng chạy thoát. Ta sẽ ra tay hủy diệt luôn các ngươi, để trái đất không còn tồn tại những loài độc ác như các ngươi nữa. Chết hết đi. Không, tha cho bọn ta. Chết tiệt thật, không thấy thứ mình cần, lại gặp đúng những cái bọn phiền phức, đi chỗ khác thôi. Mẹ ơi, con sẽ báo thù cho mẹ, con sẽ giết chết kẻ đàn ông phụ bạc đó. Cái gì thế kia, một Titan thật là to lớn, không lẽ đó chính là thứ Super Titan mà mình đang tìm kiếm hay sao? Này, làm ơn, giúp ta với. Có một kẻ là Super Titan hiếu mạnh của lũ nhân loại, hãy tới đó giết chết hắn, nếu không trái đất này sẽ diệt vong, rồi ngươi sẽ không có chỗ mà sinh sống đâu. Thứ chết tiệt nào, đừng la lối ôm sầm vậy, mau cầm mồm đi, ta không quan tâm, ta chỉ muốn báo thù cho mẹ ta mà thôi. Cái gì chứ, rốt cuộc mẹ ngươi đã xảy ra chuyện gì? Hãy mau giúp ta đi, giết chết thứ Super Titan hiếu mạnh, rồi ta sẽ giúp ngươi báo thù cho mẹ của ngươi. Cầm mồm đi thứ rác rưởi kia, một cút chút khác trước khi ta nổi giận. Ta không cần bất cứ ai giúp đỡ ta. Mẹ kiếp thật, tên khốn này, bây giờ phải làm sao để hắn giúp đỡ mình đây? Hả? Sao nhìn hắn giống như là Titan Speed Command trước đây của mình vậy? Này, ngươi có biết Unchachi Titan không? Ngươi nói cái gì chứ? Unchachi Titan, ngươi biết hắn à? Thì chính là ta đây. Ta từ quá khứ thế kỷ 21 xuyên không đến thế kỷ 22 này. Ta chính là Unchachi Titan.
Bọn ngươi quen biết ta à? Chết tiệt, thì ra ngươi mất tích bấy lâu nay là ngươi xuyên không tới tương lai này. Ta đã tìm ngươi bấy lâu nay, ngươi đã làm cho mẹ ta mang thai, sinh ra ta, rồi bỏ rơi mẹ con ta, khiến mẹ con ta phải sống đau khổ. Ta hận thù ngươi. Bây giờ có cơ hội rồi, ta sẽ giết chết ngươi để tế mẹ ta. Mẹ kiếm, thì ra ngươi là một super tay tại Speed Command. Ngươi đang nói cái quái quỷ gì vậy? Mau dừng lại, sao lại tấn công ta chứ? Hả? Ngươi nói cái gì? Ta làm cho mẹ ngươi có bầu, nó sinh ra ngươi. Không lẽ ta là cha của ngươi? Câm mồm, ngươi không xứng đáng làm cha của ta. Ngươi đã bỏ rơi mẹ con ta, hất hối bà ấy. Ta phải chứng kiến bà ấy sống cực khổ, rồi đến khi bà ấy chết trong đau đớn. Tất cả là do ngươi, cuối cùng ta đã tìm thấy ngươi. Chết tiệt, bây giờ ta độc thân thì làm sao có con được? Không lẽ trong tương lai ta sẽ gặp mẹ của ngươi? Bình tĩnh đi, bình tĩnh đi, hãy nghe ta giải thích. Có lẽ lúc đó trái đất lâm nguy, ta phải liều thân mình, hy sinh gia đình, phải đi giải cứu trái đất. Nếu không, tất cả mọi sinh vật đều chết, và cả gia đình chúng ta cũng không thể nào tồn tại được. Ngươi có hiểu ta không? Ngươi nói cái gì? Không lẽ ngươi không bao giờ có trọng vợ và con của ngươi hơn được thứ khác? Chắc chắn sau này ta có vợ, có con, ta sẽ rất yêu thương tôn trọng họ. Nhưng chồng mình của ta mang một sứ mệnh là bảo vệ trái đất này. Không những ta, mà tất cả con cháu của ta và kể cả ngươi đều có trách nhiệm bảo vệ hành tinh này. Không, không. Ngươi hãy suy nghĩ đi. Nếu người cha của ngươi hèn nhát, chỉ là rùa rút đầu, luôn ẩn nấp bảo vệ vợ con của mình, mặc kệ cho trái đất này hủy diệt như thế nào, thì ngươi có cảm thấy người cha đó xứng đáng với ngươi hay không? Hay là chính bản thân ta bây giờ mới xứng đáng là cha của ngươi? Ngươi hãy nghĩ kỹ đi. Còn ta bây giờ sẽ đi liều mạng với thứ super tài tình hiếu mạnh của lũ con ngươi. Không, không, không. Ngươi dừng lại, ngươi dừng lại. Ta không cho ngươi đi. Không. Lũ Skibidi tài tình, chúng mày định chạy đi đâu? Còn người bọn tao sẽ xóa sạch chúng mày, biến vùng đất này chính thức trở thành nhân loại. Loài của chúng tao mới là loài chúa tể ở nơi đây. Chết tiệt, thưa cô kiếm đó đằng kia, mau dừng lại. Không, tại sao loài người chúng mày không sống hòa bình với loài Skibidi tài tình bọn tao chứ? Tại sao chúng mày cứ muốn giết bọn tao để làm gì? Lại thêm một kẻ muốn chết tới đây nữa hay sao? Vậy thế này thì ra là ngươi, Uchichi Titan. Ngươi chưa chết hay sao? Ngươi thật là mạng lớn đó. Come on, tên khốn kiếp Super Titan hiếu mạnh của lũ con ngươi. Hôm nay Ta dù có yếu hơn ngươi, nhỏ bé hơn ngươi, nhưng ta quyết liều cái mạng này để kéo ngươi chết sung, đem lại hòa bình cho thế giới này ở thế kỷ 22. Đúng là một kẻ không biết tự lượng sức. Vậy thì ta sẽ cho ngươi chết chung với lũ tai tình hồi nãy. Cầm mồm ngươi lại đi. Ta không cho phép kẻ nào đụng vào người của ông ấy. Mạng sống và cơ thể ông ấy phải do mẹ ta quyết định. Hả? Ngươi là kẻ nào? Cái gì thế này? Tai tình Smith Comment. Con đã suy nghĩ lại rồi à? Hay quá. Đúng, ông nói không sai. Tôi mang trong mình một nhiệm vụ trách nhiệm lớn hơn là việc báo thù rất nhiều. Tôi giúp ông lần này, sau đó đưa ông quay trở lại thế kỷ 21. Lúc gặp lại mẹ của tôi, ông phải đối xử thật tốt với bà ấy để báo ơn tôi đó. Ta biết rồi, ta sẽ hứa với con. Mau, tiêu diệt thứ super tái tình hiếu mạnh của lũ con người đi. Mẹ kiếp, cái gì thế này? Ngươi dám xen vào chuyện của ta? Nước sông không phạm nước giếng, ngươi dám? Vậy được, đừng có trách ta hủy diệt hết tất cả các ngươi. Này, Uchichi Titan, ông hãy cẩn thận, ông đừng để mất mạng, rồi sau này sẽ không gặp được mẹ của tôi đâu. Còn tên khốn kiếp Super Titan hiếu mạnh kia, ta đã nghe danh các ngươi từ lâu. Các ngươi luôn tàn sát loài Skibidi Titan chúng ta. Ta phải ôm mối thù nên bỏ qua cho ngươi, nhưng lần này ta không thể bỏ qua được rồi. Đến lúc các ngươi phải trả giá cho những hành động độc ác của mình.
Loài người các ngươi chuẩn bị diệt vong đi. Không, không, không thể nào. Ta không thua được. Mọi chuyện đã kết thúc. Này, lão già, đến lúc ông phải quay về thế kỷ 21 của mình rồi. Hãy nhớ lời hứa với tôi, phải chăm sóc mẹ tôi đàng hoàng. Ta biết rồi. Ta cảm ơn con nhiều lắm. Ta đi đây. Cuối cùng cũng quay lại thế kỷ 21. Cứu chúng tôi với như thế kia là những tay tình của mình. Không lẽ họ là